Hi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Jurassic World trên Mubi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một loài, đó chính là con hệ nước rất là hung dữ. Và chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng nha. Đừng quên đó là cố gắng hoàn thành những điều mới nhất ở năm hoàn thành thật tốt những điều để đặt ra trong 2018 tới ha. Mình chắc chắn là các bạn sẽ rất là nhiều cái mơ ước với lại dự định của mình, và không biết thì các bạn có được nhiều tiền lì xì chưa. Thì hôm nay mình nghĩ là chắc là ngày hôm nay sẽ để thu hoạch khá khá đấy. Cố lên, chúng ta kiếm thật nhiều tiền nào để lo những cái điều kiện, ví dụ như là cơ sở vật chất về học tập, mua những thứ mình thích, hay là bla bla cái gì đó, cái đó các bạn có thích ha. Còn những bạn không được lì xì thì cũng không sao, nhưng các bạn có niềm vui ở Tết cùng bên gia đình của mình rồi. Thì chúc các bạn một lần nữa thì năm mới học thật giỏi và có đầy đủ sức khỏe nha, bên gia đình của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến, đó chính là một con hệ nước rất là đẹp rồi. Đâu rồi nhờ? Con này hôm trước được bán với giá 50.000 Jurassic World. Bây giờ thì nó có tên là Romaleosaurus, một con hệ nước. Nó là hệ nước nhưng mà nó rất là mạnh đó, các bạn đừng khinh thường nó, vì trong đội hình của mình thiếu một con sò. Và bây giờ mình sẽ làm con này thôi. Nó bị lóc các bạn thấy không, lóc kìa. Con này thì không biết là nó ăn con cá mập hay là ăn con gì đây. Không, mình nghĩ nó chỉ ăn cá thôi, tại vì cái cơ thể nó không to lắm. Ở dưới nước nhiều con đẹp ha, mình cũng chưa làm hết được dưới nước được. Dưới nước, tại vì dưới nước rất khó có để một con. Năm rồi. Sáu. Bảy. Yeah, một con nữa thôi. Các bạn có thấy mình chăm chỉ không? Bây giờ mà vẫn còn ngồi quay video các bạn, thì các bạn đừng quên like và ủng hộ cho mình thật nhiều nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, luôn luôn ủng hộ bên mình. Mình nói thế thôi chứ mình biết các bạn lúc nào mà chẳng ủng hộ mình, lúc nào cũng bảo vệ quan hết. Ui, con này giờ mình sẽ cho nó ăn và lên luôn. Con này ăn gì nào? Nó ăn con cá nhỏ xíu à. Cứ kìa. Ôi, nó bay cái nước sóng nó nhìn đẹp quá ha. Tiếp tục nào. Con cá này cái màu đen trắng đen ta, cũng khó hiểu thiệt. Xèo. Lượn đớp con cá nó tạo, nó lượn lên nó tạo cái dòng xoáy hay sao á. Rồi nó đớp con cá. Chắc là do nó quá nhanh, mình nghĩ là nó quá nhanh. Chuẩn bị nè. Úp. Bây giờ nó cắn con này một cái rồi nó lượn nó vô khác, nó đớp con này lại. Lượm con cá. Mấy con này là được ăn sướng nhất, chứ mấy con ăn thịt có bao giờ được ăn thịt chứ ăn cá thịt đâu. Có một vài con hệ nước thì mới ăn được thôi. Nhưng còn mấy con thịt đặc biệt là mình thấy là toàn là chỉ được ăn duy nhất là nước với lại không khí không à. Kim cũng ăn không khí, con này ăn nguyên cái con cá. Quá dữ. Búp. Nhưng mà Mosa lại khác, Mosa ăn nguyên con cá mập luôn. Con Mosa là xanh lét. Với một vài loài khổng lồ nữa nó được ăn cá mập. Có lượm cá đã, có ăn cá đã, ăn cách nhẹ nhàng quá. Con này mình nghĩ mạnh lắm á. Bây giờ mình sẽ cho ba con level 11 đi quấn nhau trước đã. Ba con level 11, ba con level 11 có à, có đủ. Level 10 nó thường quá rồi, chơi 11 mới chất. Chất như quả cất. Quả cất nha, chứ không phải là quả xít. Không, là chất như nước cất cũng được. Có lẽ play bấm
Rồi, đi quýnh nào, đi quýnh nào, lâu lắm rồi, chưa quýnh được rồi dưới cái hệ nước này. Bem, 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 ba con luôn. Ôi, nó 1.700 máu luôn cơ. Mình nghĩ nó sẽ vượt mặt con rùa quá. Không biết nó có thể vượt mặt được rùa mặc áo không ha. Cũng không biết nữa. Chắc chắn đó, coi nào. Làm hai trận liên tiếp coi. 1, 2. Ôi, nó chơi ba hệ luôn rồi. Mình sợ con cuối cùng của nó, vậy thì nó sẽ mất một lượt, không sao. Nó sẽ bị mất một lượt. Nó sẽ swap, biết ngay mà. Giant Autocon hả? Con này mình chưa có hay sao á? Ôi chết rồi, mình quýnh con này là hơi bị cực luôn á các bạn. 3 điểm, à 3 điểm giết được nó, 3 điểm. Ok, cũng không có gì khó lắm, lấy ba thủ đi nào. Rồi, teo rồi, teo rồi, teo rồi. May quá chưa chết. He he he. Mấy mà tao đánh lên tính toán chứ, tao lấy 3 điểm, tao quýnh mày lại nè. Ôi, 4 điểm luôn. 5 điểm luôn, hồi 5 điểm mới chắc nó thủ á. Biết ngay mà. Mình giết nó trước đi, trừ hậu hoạn. Về sau. Chết còn làm cảnh. Ôi, con này đẹp ghê á. Grondo sau đó, con này mình chưa đủ nha. Rồi, nó quýnh 3 điểm luôn. Phí quá vậy. Tao sẽ trả thù ngay vậy luôn thôi. Mày, 1 điểm này, 2, 3 điểm. Chắc chắn 3 điểm là nó chết rồi. Giỡn mặt, tuy mày đẹp lắm nhưng tao rất tiếc. Ôi, con béo phì của mình. Ơ, của người ta chứ, béo phì của mình lên tận 5 sao. 6 sao rồi chứ. Ôi.
Kinh khủng là đây. Super là đây. Trời ơi, sao bây giờ bị mất mạng, tàu lão chứ. Ui giời, lót connected rồi. Trời, lần nào cũng vậy, lần nào ra con mới cũng lost connected là thế quái nào nhờ. Không biết mày bắt cúp tới cái đoạn nào rồi. Ôi, nhìn con nó đúng đúng đã luôn. Đâu rồi, khủng long của tôi đâu rồi? Trời ơi, bắt lại cho ăn lại. Đồ khốn mạng thật chứ. Đừng nó coi, disconnect nó coi. Hồi nhìn nó đã quá các bạn ơi. Ủa, hàng gì bán với giá quá mắc mà. Nhìn đã không? Wow, ôi nhìn nó đã ghê á. Trời ơi, zoom vô nhìn kìa. Cái what the hell. Ôi là mình ức chế luôn rồi đó. Bị cái gì trời. Ở đây nè. Ủa nhìn đã không. Trời ơi thủy quái gì mà ghê vậy. Nhìn chất quá các bạn ơi. Ồ nhìn nó bơi, nó bơi, nó bơi, nó bơi. Cái da nó y như một lớp vảy rồng vậy đó. Hèn chi con này mắc tiền. Đâu rồi? Bơi đâu ạ? Ủa nó gầm kìa, nó gầm kìa. Đẹp quá ha, cái lớp da của nó nhìn kìa. Cái lớp vảy chứ, cái này là vảy hay da ta? Lớp vảy đúng không? Vảy cá của nó nhìn chất vậy ta. Y như lớp vảy của vảy rồng mà các bạn. Có kìa nó bơi kìa. Quá trời đẹp luôn. Đây không khác gì cái vảy rồng thiệt sự luôn á. Con này là thủy quái dưới nước quá dữ luôn. Special aquarium luôn á. Aquarium là cái hồ cá của mình. Các bạn nhìn nó kìa đã không? Đẹp ha. Rồi bây giờ vô mình quýnh nó mới đã nè. Bay thồ. Đánh dưới nước. Vậy mà nó thua con rùa ta. Con rùa level 35 hả? Để coi lại coi. Up lên 35 quá thua con rùa không? Nó thua con rùa rồi. Nó nhiều máu hơn rùa mà nhân đam nó lại thua con rùa ta. Chơi luôn. Hai con rùa. Con rùa với con Roma. Con này tên là Roma Leosaurus. Cùng hệ, cùng hệ. What the hell. Nó ra đội hình rồi mà mình sao mình bị đít ta. Thằng kia hát lát để win hả? Sao mà nửa vời thế này, chán thế. Cái tựa game này nay nó bị sao á. Mấy nay nó có bị dày hoài à. Bực mình thật chứ. Vừa gắp một thằng kia rồi nó win luôn rồi. Atho. Thằng này chơi ba hệ luôn. Này mà sống được nữa thì mình sẽ lấy ba thủ. Ok, ba thủ là chắc chắn rồi. Chứ nó không dùng tới 6 điểm giết mình đâu. Chính xác.
Mình tính quá chính xác. Mình sẽ dùng hết 5 điểm để giết nó. Mình đã tính luôn cái lực thủ của nó rồi. Bây giờ thì dễ dàng, với con này mình sẽ lợi được tới cả mớ điểm nữa. Nó swap con này có nghĩa... Ôi! Con này đẹp vậy bay. Nice, đẹp. Nó có chơi 6 điểm mình không? Wow, thanh niên này có vẻ khó chịu ta. Ok, hai nhát. Mày gặp con khủng long vẫy rồng qua là mày tiêu rồi. Máu nhiều mà kia cũng nhiều, thành ra là mày tiêu chắc rồi. Mày tiêu chắc rồi. Trời ơi, bé này có 456 đam, quýnh với mình cũng vô dụng rồi. Quýnh thế nào chết được. Cho mày cơ hội đó. 8 điểm á, tao cho mày cơ hội coi mày giết được tao. Chưa chết, quá dở. Anh cho chú cơ hội mà chú không giết được anh. 8 điểm vẫn không giết được anh thì anh sẽ giết chú thôi. Tự tin quá mà, vẫy rồng, giáp rồng của mình mà. Hãy xem tuyệt chiêu của anh đây cu. Dạ, 38.000 máu, nghĩ sao mà chống cự được. Cầm lên kìa, kìa kìa. Coi như là cái giáp của Long Vương, của Thái Tử á các bạn. Con biết bộ phim mà cái giáp Thái Tử á, thường thường là mình thấy nó làm cái vẫy rất đẹp, y như vậy luôn á. Đây là Thái Tử của mình rồi, Thái Tử ở trong cái công viên khủng long của mình rồi. Cái vẫy nó quá đẹp. Win Random Prize là phần thưởng random. Tiếp tục coi đối thủ chúng ta sẽ là gì nào. Chu 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 tiêu rồi. Tụi mày tiêu rồi, hai con kỳ hệ tao luôn. Vậy là xác định rip. Swap Dino đi còn lẹ. Con này cũng vậy thôi. Tao cho con mập địch ra hù nè. Tiêu mày rồi, con mập địch cắn có cái chết à. Tội, mập địch của mình nó mạnh lắm. Mập địch của mình ra tiễn cho nó có đúng mục tiêu. Wow, mỗi con cá của nó đẹp ghê chứ kìa. Ủa, nhìn ghiền luôn á. Hai nhát. Máu to quá nha. Máu to quá nha. Gì? Tính làm cái gì? Trời, quýnh luôn 2 điểm luôn. Người đấy. Không thèm thủ luôn. Được, được. Hay lắm boy. Kiểu như là nó cố cây cú ráng giết mình luôn á mà. Đấy, mình những cái kiểu chơi là mình biết rồi. Dám cây cú giết con hoàng tử cá của mình. Nhóc con. Tao cho tuyệt chiêu mày chết luôn này. Chết đi. Dám giết con vảy rồng của anh. Xoay nó nào. Mày lão. Để mình quay coi được cái gì nào. Rồi, test thêm một trận nữa coi. Chúng ta có gì. Tiếp nào.
dám thịt cái con kia của mình luôn. Trả thù ơi, phải phải trả giá. Không, giờ mình xếp đội hình này nè, mình để con nước cái đầu tiên đỡ hơn đúng không, làm để hai con sò sẽ được né. Trời ơi, xếp ngu rồi. Con này đam to lắm. Đấy, ước kìa nó quýnh mình một cái luôn đi. Thịt nó luôn cho rồi. Chết luôn này. Không thủ là chết luôn này. Ôi, thủ rồi, khôn quá, khôn quá, khôn quá. Quá khôn, ảnh khôn quá. Trái này mấy hai kèo này là cân sức nè. Nó sẽ swap Dino chắc luôn. 1.300 hả? 1.300 cũng dẹo đầu với mình á. Rồi, nhìn cái đi. Trời, giờ thì không thủ. Thằng này đánh độc chiêu á. Rồi, tiêu mình rồi, xong luôn rồi. Ẩu quá. Ghê vậy ta. Gặp cao thủ rồi. Gặp cao thủ đại nội. Chết đi mày. Chết đi thằng nhóc. Không biết nó có dùng 4 điểm ta. Chưa dùng, ok. Vậy thì tạm biệt boy. Tạm biệt. 1.900, 2 nhát. 6 điểm. Chắc chắn dùng 6 điểm luôn á. Biết mà, tại vì cái này đã nghĩ mình hai thủ. Anh đã dùng 6 điểm. Đẹp lắm. Umunasaurus, con này cũng lấy được Neri nè, nhưng mình không có con này. Con nó không biết mà con của mình. À, con này máu nhiều mà sợ gì. Để hai giáp con kia cũng không giết được. Ba giáp cũng không giết được. Sợ tới 4 giáp con kia quýnh còn không chết nữa. Ok, cho nó cơ hội 8 điểm thôi coi. Cho nó 5 điểm nó quýnh chết mình không. 7 điểm, cho nó 7 điểm nó quýnh chết không. Để mình thử nghiệm coi là 4 điểm nó có chết được mình không. Bây giờ là quýnh đúng 4 điểm á. 4, 7, 2, 8. Ôi, quýnh 6 điểm mấy ông. Không, coi chừng cũng có thể nguy cơ lắm á. Nhưng mà không chết được. Ôi, gầm lắm đã luôn. Kỳ con này ghê, con này đẹp quá à. Ghê chưa? Giáp long. Con này là giáp của Long Thái Tử, Tam Thái Tử. Tam Thái Tử lột giáp của nó để mang trên người á. Amphikion à? Ok, quẩy tiếp nào. Hôm nay chúng ta quẩy cho dưới nước cho lâu lắm rồi chứ quẩy nước nhiều như thế này. Chứ bình thường mình ít quẩy nước lắm. Rồi, giờ để thử đội hình giày coi. Mình cho giày đi. Đội hình cho nó xem một chút. Nước. Ok. Đội hình này là mình khắc nó rồi. Yeah, phát đầu tiên con này chết luôn. May quá. Chết luôn. Rồi, đổi Spino ra. Cũng vậy thôi. Con này sẽ lại điểm thôi. Ờ, quýnh có điểm ấy hả? Thủ một điểm coi, mình không quýnh cho nó sợ. Chứ mình quýnh nó biết hết. Đó, sợ rồi. Rồi, không sợ luôn. Ây da, chết mình luôn rồi. Chết mình luôn rồi. Được. Anh ơi, hãy trả thù cho em. Hai nhát thôi là lên đường.
Rồi con kia ra, con kia ra. Không dám đánh luôn. Ok, tao sẽ dùng con kia xoay một vòng tròn cho mày ớn cơm nè. Đấy, sợ chưa? Lộn vòng 80 vòng. Ôi, quá đẹp. Quá đẹp. Một cái kết quá hoàn hảo. Đỉnh quá, coi đẹp ghê á. Chơi con này mình khoái khoái. Vòng quay may mắn sẽ được con ngon. Con ngon đó chính là 20 đồng. Ai, quýnh này đủ rồi, quýnh phiêu quá rồi. Đâu rồi, baby đâu rồi? Baby nằm sao quá vậy? Quá đẹp quá các bạn ha. Được rồi, chắc video này mình quay tới đây thôi. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nha. Bye bye và hẹn lại các bạn. À quên, đừng quên coi các bạn hôm nay được nhiều tiền lì xì rồi. Nhiều không, chỉ cần nhiều hay ít thôi. Chứ không cần là cái số cụ thể, mình chỉ muốn nhiều hay ít thôi. Hỏi thử coi có rất là nhiều được em được lì xì không. Được rồi, bye bye và hẹn lại các bạn nha. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ bên gia đình của mình. Hôm nay mùng 2 chắc cũng quậy đuối đàn đấy.